Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua Ukraine nhận hàng loạt xe tăng của phương Tây trước kế hoạch phản công lớn Nga trùng mình trước chiến thuật tiêu thổ của Ukraine ở chiến trường đẫm máu Bắc Mút Quan chức Nga bí mật đưa gia đình qua châu Âu trong lúc Nga sắp sụp đổ Chuyển qua một số tin tức đáng chú ý khác. 653 viên đạn mất tích, quân đội Triều Tiên phong tỏa thành phố và lục soát từng nhà. Đức lên kế hoạch mua thêm 28 pháo tự hành. Hungary phê chuẩn kết nạp Phần Lan vào NATO. Và tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Tuyên Mi xin được mến chào quý khán thính giả đang xem chương trình tin tức tổng hợp ngày 28 tháng 3 trên kênh HTD News. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là những diễn biến mới nhất về chiến sự nga ukraine vào ngày thứ 398. Kính thưa quý vị, Đức đã bàn giao 18 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraine trước thèm kế hoạch phản công của Kiev. Reuters dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Đức vào ngày 27 tháng 3 xác nhận, 18 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 của nước này đã đến Ukraine. đoàn. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius bình luận rằng, chúng tôi chắc chắn rằng các xe tăng này sẽ góp phần quyết định trên chiến trường. Thưa quý vị, theo một nguồn tin an ninh, ngoài các xe tăng, Đức còn bàn giao 40 xe chiến đấu bộ binh Marder và hai xe bọc thép khác. Cùng ngày, ba xe tăng Leopard do Bồ Đào Nha viện trợ cũng đến Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov xác nhận, quân đội Đức này còn tiếp nhận xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger của Anh và một số loại xe chiến đấu bộ binh từ Anh, Mỹ, Đức. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov bày tỏ sự cảm ơn đối với những sự hỗ trợ của các đồng minh. Cách đây một năm, không ai có thể ngờ rằng sự hỗ trợ của các đối tác lại mạnh mẽ như vậy. Năm nay, mọi thứ đã thay đổi. Ukraine đã thay đổi thế giới. Sự kiên cường của người dân Ukraine và kỹ năng của quân đội chúng tôi đã thuyết phục mọi người rằng Ukraine sẽ chiến thắng, ông nói. Hồi tháng 1, Đức và các đồng minh NATO cam kết viện trợ các xe tăng được đánh giá là một trong những loại tốt nhất trong kho vũ khí của phương Tây cho Ukraine. Đức cũng hỗ trợ huấn luyện cho binh sĩ Ukraine vận hành xe tăng và xe chiến đấu bộ binh trong khóa đào tạo kéo dài vài tuần. Leopard 2 là xe tăng chiến đấu chủ lực do Đức sản xuất và được 18 quốc gia sử dụng, với tầm hoạt động tối đa là 450 km và tốc độ tối đa đạt 72 km trên giờ. Leopard 2 được trang bị pháo nòng trơn 120mm hoặc súng máy 7,62mm. Sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, Leopard có thể bảo vệ binh sĩ và thiết bị khỏi những loại đạn pháo hiện đại nhất, cũng như các mối đe dọa. Các chuyên gia phương Tây đều nhất trí rằng các xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 là lựa chọn tốt nhất cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ukraine gần đây tin rằng Moscow sắp tiến hành một cuộc tấn công mới quan trọng trong những tuần tới. Mặc dù Ukraine đã giành được những bước tiến quan trọng trong trận chiến ở Kiev, cũng như ở tỉnh Kharkov và xung quanh khu vực Kherson phía Nam, quân đội của họ vẫn gặp khó bởi tình trạng thiếu xe tăng, trong khi lực lượng Nga tăng cường điều động những chiếc T-90 hiện đại với nhiều tính năng hơn. Kiev hy vọng với lực lượng thiết giáp mạnh hơn, họ có thể tiến hành một cuộc phản công nhằm xoay chuyển cục diện cuộc cụ chiến trong thời gian tới. Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Zelensky tuần trước tuyên bố chiến dịch phản công của nước này sẽ sớm bắt đầu khi có thêm nhiều viện trợ từ phương Tây. Ông nhấn mạnh, trong lúc chờ đợi nguồn tiếp viện từ phương Tây, việc bảo vệ thành trì Bakhmut cầm chân lực lượng Nga ở miền Đông là vô cùng cần thiết. Nga rùng mình trước chiến thuật tiêu thụ của Ukraine ở chiến trường đậm máu Bakhmut. Đoạn video của Sputnik ghi lại khoảnh khắc Ukraine pháo kích dữ dội vào khu dân cư ở ngoài ô phía nam Bakhmut. Cư dân khu vực này nói rõ với Sputnik rằng kể từ cuối tuần trước, quân đội Ukraine tăng cường pháo kích. Một người lính đánh thuê Wagner nói, ba ngày qua nói chung là khó khăn, đạn bay vào nơi đóng quân của chúng tôi 4 đến 5 lần, mái nhà bị thủng. Trong khi đó, theo tin chiến sự Nga-Ukraine mới nhất ngày 27 tháng 3, tư lệnh lục quân Ukraine cho biết Kiev đang cân nhắc mọi phương án ở Bakhmut. Đại tướng Alexander Siský, tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine, một lần nữa đã đến thăm những điểm nóng nhất trên mặt trận Bakhmut. Ông Siský nhấn mạnh trong chuyến thăm, giai đoạn chiến đấu ác liệt nhất đối với Bakhmut đang diễn ra, tình hình luôn khó khăn, địch bị tổn thất đáng kể về nhân lực, vũ khí và khí tài nhưng vẫn tiếp tục tiến công. Quân trú phòng của ta đã anh dũng chặn đứng cuộc tiến công của địch trong những điều kiện cực kỳ khó khăn và khiến kẻ thù không có cơ hội thực hiện kế hoạch của mình. Như ông Sisky tuyên bố, việc phòng thủ Bắc Mút được thúc đẩy bởi nhu cầu quân sự và dựa trên việc sử dụng thành thạo các khả năng phòng thủ của thành phố, các công sự được xây dựng và các vị trí bắn được trang bị. Ông Sisky nhấn mạnh rằng lệnh đang xem xét tất cả các tình huống có thể xảy ra, và sẽ hành động phù hợp với tình hình hiện tại, ông nói. Ông đã trực tiếp đánh giá tình hình tại khu vực mà quân phòng thủ Ukraine đang thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu và thực hiện một số biện pháp để giải quyết các vấn đề nan giải ngăn cản họ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chiến đấu. Quan chức Nga bí mật đưa gia đình qua châu Âu trong lúc Nga sắp sụp đổ Quý vị thân mến, Giữa tình hình căng thẳng của các nhà tài phiệt Nga tìm cách đưa vợ và các con họ trở lại trời tay lãnh nạn. Phóng sự điều tra của CNN công bố hôm ngày 26 tháng 3 cho hay, quan chức Nga đã mua các bất động sản cao cấp trên những con đường độc nhất của các thủ đô của châu Âu. Nơi này sẽ là cư trú cho gia đình con cái họ trong lúc chiến tranh và các lệnh trừng phạt của phương Tây. Một cô gái đăng ảnh sinh nhật lần thứ 23 bên hồ bơi tại biệt thự Atriatic Sea được nhận biết là một trong những nhà tài phiệt của Putin. Điều ái âm là trong khi cha mẹ họ công khai chống phương Tây, những đứa trẻ lại lớn lên ở những quốc gia này. Daniel Traceman, giáo sư về chính trị Nga tại Đại học California Los Angeles nhận định, đó rõ ràng là hành vi đạo đức giả cực độ. Traceman nói, Họ thậm chí có thể không thấy mâu thuẫn. Họ tin rằng có sự cạnh tranh giữa Mỹ và Nga, nhưng tại sao điều đó lại ảnh hưởng đến kế hoạch giáo dục con của họ? Chính Putin đã chỉ trích những người Nga suy nghĩ theo hướng phương Tây. Trong một bài phát biểu vào tháng trước, có buộc rằng phương Tây chỉ muốn hủy diệt nước Nga. Ông Putin nói, người dân Nga sẽ luôn có thể phân biệt những người yêu nước thực sự với những kẻ cặn bã và phản bội đáng phỉ nhổ và một trong những gia đình đầu tiên bị cáo buộc tham nhũng và đạo đức giả ở nga là dmitry peskov phát ngôn viên của putin hoa kỳ gần đây đã trừng phạt peskov vợ và hai con của ông ta từ hai cuộc hôn nhân trước tuyên bố rằng gia đình này có lối sống xa hòa không phù hợp với mức lương công chức của peskov và là sự giàu có bất chính của mối quan hệ của peskov với putin Ít nhất hai người con của ông chủ yếu lớn lên ở Tây Âu trước khi trở về Moscow khi trưởng thành. Trong khi Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ không giải thích những chi tiết đáng nghi, Peskov và người đã giữ vai trò của mình trong gần một thập kỷ, kiếm được 173.000 đô la vào năm 2020, được nhìn thấy đeo một chiếc đồng hồ trị giá 600.000 đô la và đi nghỉ tuần trăng mật tốn khoảng 430.000 đô la trên chiếc du thuyền dài một tuần ngoài khơi bờ biển Sardinia theo cuộc điều tra của tổ chức chống tham nhũng được dẫn dắt bởi thủ lĩnh phe đối lập nga Alexey Navalny dựa trên hồ sơ tài sản các bài đăng trên mạng xã hội và cơ sở dữ liệu vi phạm giao thông tổ chức chống tham nhũng cũng tiết lộ vợ vợ cũ và các con của Bekhod sở hữu những chiếc siêu xe và dinh thự trị giá hàng triệu đô la trên khắp thế giới gồm cả nga và pháp một sự tiên phản với gần 20 triệu người dân Nga đang sống trong cảnh nghèo đói. Theo các chuyên gia, sự giàu có đáng kinh ngạc, nhưng dường như không thể giải thích được của những gia đình như vậy trong thế giới của Putin. Chỉ tập trung vào một khái niệm duy nhất, chế độ đạo tặc giáo sư Jody vittori chuyên gia về tham nhũng và chính sách toàn cầu của đại học georgetown cho biết chế độ đào tặc chỉ đơn thuần là một chính phủ được cai trị bởi những tên trộm một mạng lưới phức tạp bao gồm các công ty vỏ bọc ngân hàng nước ngoài và các giao dịch ẩn thường che khuất sự giàu có của họ với các tài khoản nằm bên trong lẫn nhau việc khiến xác định nguồn tiền đến từ đâu trở nên phức tạp trên thực tế, khối tài sản tích lũy được của các quan chức Nga thường được chi tiêu cho các nền kinh tế phương Tây. Dresman nói, họ muốn sống ở phương Tây bởi vì các quốc gia giàu có nhất trên thế giới đều ở phương Tây. Các trung tâm văn hóa tuyệt vời nằm ở phương Tây. Ngoài ra, các phương Tây đều có hiến pháp quyền an toàn hơn nhiều so với Nga. Vì vậy, nếu có chi nhiều tiền hơn ở phương Tây, họ có thể cảm thấy an tâm hơn. Vào năm 2016, một dự luật đã được đưa ra trước Duma Quốc gia về việc cấm trẻ vị thành niên của hầu hết các quan chức Nga đi du học, với tuyên bố giáo dục trong nước là yếu tố để trở thành những người yêu nước thực sự. Tuy vậy thì dự luật này đã không được thông qua. Cô con gái 25 tuổi của Bekhoz sau cuộc hôn nhân thứ hai, Elisaveta Bekhova đã không né tránh nẻ công luận, xuất hiện trên một chương trình truyền hình. Cô nói mình cảm thấy tốt hơn khi sống ở môi trường châu Âu và mô tả hệ thống giáo dục của Nga là một địa ngục thực sự. Đáng lưu ý, gần đây cô đăng dòng chữ không chiến tranh trên Instagram, bất chấp luận điệu tuyên truyền của cha mình về cuộc xâm lược Ukraine. Bài đăng đã được nhiều người chụp màn hình và chia sẻ nhưng mau chóng bị gỡ xuống. Chuyển qua một số tin tức đáng chú ý khác. 653 viên đạn mất tích quân đội Triều Tiên phong tỏa thành phố và lục soát từng nhà. Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin Triều Tiên cho biết, do quân đội Triều Tiên gần đây đã mất 653 viên đạn khi sơ tán khỏi thành phố Heisan, nằm ở biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, nên các cơ quan hữu quan đã phong tỏa thành phố và lục soát từng nhà. Nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy viên đạn nào. Hành động này đã khiến dư luận phản nộ. Thưa quý vị, theo báo cáo vào ngày 24 tháng 3, hai nguồn tin Triều Tiên nói với đài này rằng, vào ngày 7 tháng 3, quân đoàn 7 của quân đội Triều Tiên đã phát hiện 653 viên đạn cho súng trường tấn công đã bị mất. Lúc đó, họ đang sơ tán khỏi thành phố Hyesan. Quân đoàn 7 đã được triển khai trong khu vực vào năm 2020 để thực thi việc đóng cửa biên giới sau sự bùng phát của virus Covid-19. Một người dân tỉnh Ryanggang, Triều Tiên tiết lộ Quân đoàn 7 đã sơ tán hoàn toàn khu vực này từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3. Khi biết đạn bị mất, họ không báo cáo ngay với cấp trên mà tự ý đi tìm. Khi không tìm thấy thì báo cáo cho người dân địa phương và triển khai một cuộc tìm kiếm ráo riết. Nguồn tin cho biết quân đội và cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ thành phố Hiesan và bắt đầu lục soát từng nhà để tìm những viên đạn họ yêu cầu những người dân nhìn thấy hoặc nhặt được đạn phải báo cho họ ngay, nếu không sẽ bị xử phạt. Người này nói mười mấy ngày sau khi mở cuộc tìm kiếm thì quân đoàn này vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Thành phố sẽ vẫn bị phong tỏa cho đến khi 653 viên đạn được tìm thấy. Một quan chức giấu tên ở tỉnh Jianggan nói với RFA rằng Cư dân Thiên Sang luôn mong chờ quân đoàn 7 trước đi vì quyền tự do đi lại của họ bị hạn chế trong quá trình điều tra của quân đội. Các nhà máy, trang trại, đoàn thể xã hội và các đơn vị canh gác khu phố trong thành phố đã được lệnh hợp tác với một cuộc điều tra. Sau nhiều ngày điều tra nhưng không tìm ra manh mối, cả cơ quan hữu quan bắt đầu tung tin bịa đặt nhằm gây hoang mang cho người dân. Quan chức này cho biết các nhà chức trách đã tuyên bố sai sự thật rằng việc trúc quân sẽ liên quan đến sự an toàn của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Công chúng có thể hiểu điều này là một dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang bị tấn công và những kẻ xâm lược đang tiến về phía Bình Nhưỡng. Theo luật, bất kỳ ai sở hữu hoặc chuyển giao trái phép súng, đạn dược hoặc vũ khí sẽ bị kết án hơn 3 năm cải tạo lao động. Vị quan chức cho biết, người dân lo sợ rằng nếu những viên đạn bị mất không bao giờ được tìm thấy, chính quyền có thể tùy tiện trừng phạt những người vô tội. Quân đội Đức đã lên kế hoạch mua thêm 28 pháo tự hành nhằm bù đắp cho lượng vũ khí thiếu hụt sau khi viện trợ cho Ukraine. Reuters vào ngày 27 tháng 3 đưa tin, quân đội Đức đã gửi một lời đề nghị trị giá 180 triệu euro tới nhà thầu quốc phòng Crown Mafia để mua thêm 10 pháo tự hành do hãng này sản xuất. Đề nghị này cũng cho phép Berlin mua thêm 18 pháo tự hành khác trong tương lai. Số pháo tự hành trên sẽ được sử dụng để bù đắp cho 14 pháo tự hành Panzerhaubitz 2000 mà Đức đã chuyển giao cho Ukraine trong thời gian đầu của cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, việc mua thêm pháo tự hành hiện đại cũng nằm trong kế hoạch hiện đại hóa trang thiết bị quân sự trị giá 107 tỷ đô la Mỹ của Đức. Mới đây vào hôm 20 tháng 3, Reuters xác nhận, Đức đang lên kế hoạch mua thêm 82 trực thăng Airbus H145M trị giá 3,3 tỷ đô la Mỹ. Đây là một phiên bản trực thăng dân sự nhưng có thể được cải tiến để sử dụng cho mục đích quân sự. Theo nguồn tin nội bộ từ Bộ Quốc phòng Đức thì 24 trực thăng Airbus H145M sẽ được hoán cải và trang bị thêm tên lửa chống tăng để thay thế cho phi đội trực thăng tấn công Tiger đã cũ của nước này. Trước đó vào tháng 12 năm 2022, Quốc hội Đức cũng đã phê chuẩn quyết định duyệt chi 10 tỷ euro cho hợp đồng mua các máy bay chiến đấu tối tân F35 do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất để thay thế cho phi đội tiêm kích Tornado đã lỗi thời. Dự kiến hợp đồng trên sẽ cho phép Đức mua 35 máy bay F-35 cùng trang thiết bị và vũ khí đi kèm. 8 chiếc F-35 đầu tiên có thể sẽ được bàn giao cho quân đội Đức vào năm 2026. Hungary phê chuẩn kết nạp Phần Lan vào NATO. Quốc hội Hungary vào ngày 27 tháng 3 bỏ phiếu ủng hộ kết nạp Văn Lan vào liên minh quân sự NATO, trong khi để ngỏ khả năng gia nhập của Thụy Điển. Với 182 phiếu thuận, 6 phiếu chống, Quốc hội Hungary vào ngày 27 tháng 3 ủng hộ Văn Lan trở thành thành viên thứ 31 của NATO. Liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt một quốc gia muốn gia nhập NATO cần được sự nhất trí của toàn bộ 30 thành viên. Nếu được sự chấp thuận của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tại cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra cuối tháng này, Phần Lan sẽ vượt qua trở ngại cuối cùng. Phần Lan và Thụy Điển đều quyết định từ bỏ trạng thái trung lập hồi mùa hè năm ngoái để nộp đơn xin gia nhập NATO. Hai quốc gia Bắc Âu này tỏ ra lo ngại cho an ninh quốc gia sau khi Nga mở cuộc xâm lược tại Ukraine. Tuy nhiên thì tiến trình gia nhập liên minh quân sự NATO của Phần Lan suôn sẻ hơn so với Thụy Điển. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ban đầu cam kết ủng hộ cả Phần Lan và Thụy Điển, nhưng sau đó nói rằng trước tiên ông sẽ phải có những cuộc thảo luận nghiêm túc về vai trò của hai nước này về việc lan truyền những thông tin sai lệch về Hungary. Chính quyền của ông Orbán đã dỡ bỏ rào cản đối với Phần Lan, nhưng chưa tạo điều kiện để Thụy Điển gia nhập NATO. Tương tự, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng Phần Lan đã có những bước đi cụ thể để đáp ứng yêu cầu của Ankara, trong khi Thụy Điển thì chưa. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại cho phần bình luận hoặc gửi qua hồng thư htdnews btva com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị các khán giả. Xin chào! và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin kế tiếp.